Rồi hello mọi người, thì Sục Ca mới về chuẩn bị nhổ lông thì gặp em Huy nè. Đây, gần nhà băng lưng nha. Đây, lưng đào tạo chắc bắn full nè nè. Rất là điều luyện. Em bắn bị mấy? 17. Bị 8 được không? Chưa Huy. Rồi bắn thử cho anh coi ai. À trời trời. Nó thử rồi. Mấy chú em này em mấy tuổi rồi Huy? Dạ 11. 11 tuổi bắn full. Ui là trời. Kéo hết tay luôn á. Không, khoan, để qua đây nhé. Cho anh em coi Huy bắn full thế nào nha. Rồi bắn đi. Chính xác như trời. Kiểu này mà bằng tuổi của anh chắc bắn chắc anh bỏ kênh luôn á. Em bắn lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Khiếp vậy. Vậy là luân ở đây là luân giống như là đi chung chung vậy đó hả? Nè đang gì nè, không sao đâu, chạy đứng trước cái máy quay thì em thấy rung rồi. Chà chị Ngữ lại tới kìa. Kéo nét đỉnh như vậy. Em chỉ mà lính em mà đâu giờ được. Lính của bà lưng nè. Rồi xíu à, về coi có clip liền. Quá khiếp. Bữa em mới vô mình lận xong á, hỏi chừng nào anh vô đây chơi. Lâu lâu anh mới ghé nhà của anh Lưng. Làm gì vậy? Mấy anh em này chơi chung với anh Lưng phải không? Dạ. Đúng rồi, gắn tập đi, sau này thành tài đó. Anh em không? Rất là nhỏ. Cao rồi. Rồi cao ngang dài Sô-ca mà bắn full này bắn 240. Kiếp thiệt. Đâu bắn hộp sữa vài cái rồi. Cho mọi người coi. Đúng rồi. Đây là chiếc đờ găng của Huy. Sẽ đờ găng hở sườn nghe nè. Đây. Huy. À, chiếc này lên cái vàng cổ hơi bộn tiền ha. Bố anh làm ná cho. Tờ rồi né camera kìa. Có gì đâu sợ. Bình thường mà, anh bình thường. Anh quen, em không quen đâu. Em bắn gốc cây à? Mấy ok á. Quy bắn đỉnh mà. Thấy không? Nát chưa? Quy có bắn hạ thú chưa? Dạ. Chưa. Chưa. Ở đây với anh Lưng mốt đi săn chung nè. Rồi anh Lưng làm YouTube đó rồi qua bắn ok mỗi cái luôn nè. Đây đó khoảng chục mét. Kinh thiệt. Vậy là mày mốt là xuống đây là rủ Quy đi bắn được rồi. Ok không? Ok. Mai mốt gì đó anh rảnh đây, tại vì ngoài anh đây nè. Ủa nhà ngoại anh đâu? Nhà ngoại anh chỗ Hủ Lem á. Ok. Hút trên nhà bà bé á. Bà bé đâu trời. Hút trên đây luôn nè. Rồi, tạm biệt anh em nha.